Con hai dĩa nha cô. Rồi, hai dĩa con về. Thử ra. Thường đấy. Nói à. Xin chào tất cả các anh chị cô chú nha. Hôm nay về lại thành phố Hồng Ngự nè cả nhà. Ở nhà với Sài Gòn. Ghé lại cơm tấm tài. Quay lại cho cả nhà. Đối diện địa chỉ 58 nha, Phù Phương. Đối diện ngân hàng Sacombank. Cái thau thịt khô ướp nhiều không? Hôm nay chú ra bán hả? Chú có ra thế giờ sẽ sợ ra. À, chập thử bé ấy cứ ra hả? Ờ, bạn của ta đó má, bạn của bấm của ta có hẩm đó. Lên đâu mama, lên của mình à? Hai anh em. Cái này bán bao nhiêu ký cô? Nhìn hấp dẫn quá không? Cái này bán 30 ký. Cái này bán 30 ký à? Cô bán là từ, cô nói lại bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô ha? 4:30 tới 10:30. À, 4:30 đến 10:30 nha nhà. Được tấm tờ. Đặc biệt là cô ướp không có cái bỏ thấm màu. Thấm màu, đúng không? Thịt chất lượng luôn. À. Đây là cái nhà thấy thịt nó trắng nè. Nhưng mà thấm vị ngon lắm nha. Cô nướng thịt mấy tháng rồi cô hả? 4-5 tháng. 4 tháng hôm nay là hôm nay là đầu năm 2021 mà thành phố Hồng Ngự về đêm. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV ghé lại cơm tấm tài nè, quay lại cho cả nhà như là thưởng thức cơm tấm tài. Đó, cái nhà vô trong kia ngồi nè, ngồi ở phía trong nè. À, ngay chỗ thư viện á. Thư viện của thành phố Hồng Ngự luôn cô hả? Cô nướng 5 phút á, 5 phút là chín nha cô. Cái này là sừng sụn của nó hả cô? Sừng sụn. Đây, cơm tấm này. Nhưng mà vô mà quay chỗ mắm á. Ờ, bữa nay hết rồi, bữa nay hết chỉ còn sườn không phải không? Mấy bữa đồ ăn nhiều lắm mà giờ hết rồi. Hết rồi á. Ờ, giờ này hết rồi. Đây nè. Chào chú. Ồ, cái đây là nước mắm á. Gà nước mắm. Gà hả? Cho gà chú. Không có nước mắm đó. À, nước mắm mình ăn đó hả? Nó là nước tiền đó, bữa đó nghe nước tiền đó. Dạ, đúng rồi nhờ. Bữa ăn gà. Bây giờ ăn sườn. Ôi hết rồi. Giờ này mình tới rồi cũng hết rồi. Đây là thôi mời cả nhà ra thưởng thức cơm của mình thôi. Hôm nay Hoger không ra bán. Đang tới. À, Hoger đang tới hả? Dạ. Bữa nay chỉ có ba mẹ ra bán thôi. Hoker không bán. À, coi kìa. Thâu thịt của cô nè. Nguyên một thâu luôn. Hấp dẫn quá. Tối lên ngay muốn luôn. Hấp dẫn cô hả? Cô bán được mấy chục năm rồi mà. Hai mươi mấy năm cơm tấm tài nè. Cơm tấm Sài Gòn nữa, cái nhà cũng có nhiều quán cơm tấm hấp dẫn lắm. Dạ, mày tới kìa. Ờ. Trời ơi. Giờ bữa hốt gơ bữa ra hả? Ồ, giờ đem trứng ra luôn á hả? Ừ, đem ra. À. Chả. Chả, chả. Chả gì đem ra một thau luôn. Một xô luôn, một xô chả luôn. Đây Hoger Hồng Ngự bán cơm tấm tài nè cả nhà. Bây giờ mới ra đó. Đây vô quay vô cái nhà nè. Thấy em đem một xô luôn. Chào em gái. Wow, bữa nay là một xô chả luôn á hả?
nè. Cô làm một số, ôi hấp dẫn không nha. Đâu có cơm nữa mà, đúng không? Ở dưới cơm. Hôm nay lại về Hồng Ngự à, thưởng thức cơm tấm tài. Nấu canh rồi cô? Canh. Không có canh nước hoa hả? Canh nước hoa hết. À, canh nước hoa hết hả? À. Đây, chả này, em gái lên cắt chả này. Cái này mình phải làm ở nhà. Làm ở nhà. Ồ, nhìn mấy chả dẫn không nha. Tiền xuống đi. Dạ, để đi. Trứng thì hết rồi. Trời ơi, có con gì vô hả? Coi em cắt chả. Mấy tháng luôn đó nha. Bữa nay mình mới quay lại. Nên là chiều tối mình ghé mình thưởng thức cơm. Hôm bữa là mình ăn cơm gà nha cả nhà. Bữa nay là mình ăn cơm tấm. Đúng cơm tấm của cơm tấm tài luôn á. Sao bắt quạt anh trời? À. Tôi tưởng là mày lấy đắng thôi. Nuôi nào đi. Cho khói hun khói lên mà. Cho anh mà thêm mấy miếng này nữa đi, ra ngoài dĩa cơm đi. Còn bánh nha. Ờ, cho anh mấy miếng nữa nữa. Ồ. Thưởng thức hết luôn. Chị sợ bị chả trứng ha. Ờ, cái đó mình à đúng rồi đó. Nó bị chả. Cái đó mình làm có mắm trong đó không em? Không. Thường thường thấy người ta làm có mắm không? Không. Không à. Nhiều người đắng được. À, nhiều người ăn được à. Đã, nhìn hấp dẫn không đơm gì. Hai hả? Ừ. Sườn cô nướng xong rồi nè. Hai hộp ấy kìa. Dạ. Thì đủ hết không? Để em trứng kho lấy nguyên trứng nha. Thôi mời cái nhà ra ăn cơm nha. Mời cái nào ra ăn cơm mình nha. Cho anh mấy cục đó nữa nha em. Ờ. Đây. Đó bây giờ mới trang trí lên nè. Giờ mới trang trí lên nè. Thêm một xíu nữa. Thấy hay không? Nhiều chỗ con thấy là người ta ướp bỏ thêm màu vô đó cô hả? Không có màu, dạ. Tự nhiên. Mình nữa thì mình tự nhiên. Hôm nay là thành phố Hồng Ngự rồi nha cái nhà. Lên thành phố rồi, hấp đèn rực rỡ không? Rồi, mời cả nhà vào ăn cơm với mình. Để thôi. Con cơm tấm tài. Đây, dĩa cơm của mình đây. Dĩa cơm của mình đây nghe. Cơm tấm tài. Đói bụng quá rồi. Mắm ngon, mắm thấm. Mấy thường. Cơm tấm của mình đây.
ẩm thực đường phố, thuộc ẩm thực Gòn TV á, chia sẻ cho cả nhà nhiều muốn ăn. Trong quá trình mình đi miền Tây, tại một số tỉnh thành nữa nha, miền Trung, Tây Nguyên, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà. Hôm nay ra về thành phố Hồng Ngự, một trong những thành phố vùng biên. Em cầm mấy miếng chả nữa. Ăn cơm nữa em. Cơm nữa nè. Chả luôn. Trong một dĩa cơm thêm nữa con. Chả này ở nhà. Chả nãy em làm ở trong á. Đúng. Có mấy hành không cô? Cho con xíu mấy hành nữa em. Đường thấm. Nếu có dịp về thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, thành phố vùng biên đó nha, thì buổi tối đó, nhà ăn cơm nãy ra cơm tấm tài nè, rất ngon. Ngay chỗ thư viện văn hóa thông tin của thành phố Hồng Ngự, cuộc sống Sài Gòn TV á, xin cảm ơn tất cả các nhà nha, trong suốt thời gian vừa qua đã luôn đồng hành ủng hộ cho Sài Gòn TV. Cảm ơn tất cả các nhà, hẹn gặp lại nhà trong các video tiếp theo của em. Bye bye.